Xin chào tất cả quý vị anh chị và các bạn đang theo dõi kênh mua bán ô tô cũ của em Duy Quang Hải Dương nhé. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay lại tiếp tục lên sóng một cái mẫu xe Chevrolet Captiva sản xuất năm 2007, tên tư nhân biển 90 Hà Nam đấy chị nhé. Đấy, tông màu đen này, con này là 7 chỗ số tự động, bản SUV này, Chevrolet Captiva chị nhé. Con này ấy, thì là xe thì cam kết với chị là không có tai nạn hay là đâm va ngập nước gì cả, không mục mọt gì đâu chị nhá. Xe rất là cứng xe, không tai nạn đâm va cả. Động cơ là 2.4 hộp số tự động, 7 ghế ngồi, gầm cao máy thoáng. Đây chị nhá, giá rất là hợp lý này. Thì mẫu xe Chevrolet Captiva này đang được bên em bán mức giá là 220 triệu đồng anh chị nhá. 220 triệu đồng. Đó, xe đã lên rất là nhiều những cái đồ chi tiết. Ví dụ như là những cái lẹp mạ inox này, vì con này nó sơn xi nó màu đen nên là những cái đường lẹp mạ inox trước sau đấy, đèn xe, vè xe hay là ốp gương đấy, ốp gạt mưa sau, mặt ga lăng này đều làm những cái miếng nhựa mạ inox chrome anh chị nhá, nhìn nó rất là nổi bật luôn. Xe trang bị này đèn bi xê lông đó, ốp đèn gầm cũng là mạ chrome. Đây các bác nhìn này, rất là đẹp luôn. 220 triệu đồng anh chị nhá. Các bác đang sở hữu ngay một cái mẫu xe Chevrolet Captiva 7 chỗ ngồi đi gia đình rất là hợp lý này, cực kỳ rộng rãi mà lại hộp số tự động, động cơ 2.4 thì mức tiêu hao nhiên liệu tầm khoảng 10 11 lít trên 100 km thôi chị nhá. Đó. Sơn xi rất là bóng luôn. Các bác nhìn này. Đó. Cực kỳ bóng luôn. Đây, nội thất của nó đây. Đấy, xe trang bị hai túi khí an toàn phanh ABS đủ 4 bánh này, gương kính chỉnh điện cụm xòe đầy đủ đấy, tăng độ sáng táp lô này. Đó, gương kính chỉnh điện nhá, 4 kính chỉnh điện này. Đó, có cả mở cốp điện này. Đây này, đây là cái mở kính sau bằng điện đây nhá, ghế chỉnh điện. Đấy, ghế chỉnh điện 8 hướng. Mọi thứ này còn rất là mới luôn, 220 triệu đồng thôi. Nội thất ghế da mới tinh luôn. Đó. Form dáng rất là đẹp. Nó rất là đẹp luôn chị nhé, 220 triệu đồng Chevrolet Captiva sản xuất năm 2007 số tự động. Đó, không có tai nạn đâm va mục mọt gì cả. Mọi thứ nguyên bản hết đấy chị nhé. Lòng trong cánh cửa này, tôn vỏ của nó rất là đẹp luôn. Đấy, bác nào mà quan tâm thì alo cho em Quang theo số điện thoại là 0358286286, em Quang Hải Dương nhé. Đấy, xe đang được bên em bán với mức giá là 220 triệu đồng. Đó, rất là hợp lý cho một cái mẫu xe gia đình 7 ghế ngồi, bậc lên xuống đầy đủ đây chị nhé. Rất là cứng cáp luôn, giá lóc. Tôn vỏ rất là dày luôn đấy các bác nhìn này, không một lỗ nhỏ luôn. Đấy, 220 triệu đồng thôi, giá trên bằng một con Morning như con Vios thôi. Mà đi ngay cái hộp xe số tự động rồi. Đấy, bên em bán xe giá rất là hợp lý luôn, cực kỳ hợp lý anh chị nhé. Đó. Về sẵn đi sẵn sử dụng thôi, không phải làm bất kỳ một hạng mục gì cả. Đó, xe này, bốn bánh của nó là la răng đúc này. La răng đúc này là răng đúc theo xe nhá. Bốn bánh phanh đĩa. Đấy, phanh đĩa và phanh ABS là phanh ABS bốn bánh luôn. Đó. Đầy đủ. Lắp bình xăng này. Cũng mạ inox, chủ xe rất là chịu chơi luôn. Này các bác nhìn này. Những cái đường mạ inox này nhá, rất lổi xe. Đây này. Đó. Kính có thể mở ra này, để đồ vào đấy. Bên tây người ta hay là để có rút thú cưng sau đấy. Đây chị nhá, 7 ghế ngồi. Đây, hàng ghế sau có thể úp xuống được này. Đó, rất là rộng luôn. Đây, 3 đèn trần đấy chị nhá. Đây, 1, 2, 3 đèn trần này. Trần nỉ nguyên bản theo xe. Rất là đẹp. Lốp dự phòng này, gầm bệ nó đây. 2.4 sử dụng dẫn động cầu trước, máy xăng, hộp số tự động. Form dáng rất là đẹp, SUV đấy, gầm cao. Đó, túi khí an toàn này, vân gỗ đắp lô này đấy, chạy quanh nội thất luôn. Đây chị nhá, nhìn form dáng nó này, mở hết tất cả các cửa lên này đấy, rất là rộng rãi luôn. Đó, cực kỳ đẹp, form dáng rất là đẹp. Đấy, 220 triệu đồng thôi. Đấy, ghế chỉnh điện. Đó, ghế chỉnh điện này. Đó, rất là mượt luôn. Đấy, xe nhá, không có một lỗ nhỏ luôn. Đấy, và
Xe bên em là order là 22 vạn nhé. Có bao nhiêu đăng từng đấy. Đấy, đây là những cái mở cốp ra nó báo đèn này. Mở cửa ra báo đèn này, chưa hạ phanh tay báo đèn này. Đấy, chưa thắt dây an toàn báo đèn này. Đầy đủ hết nhá. Không thiếu một cái gì cả. Đầu vẫn là đầu CD nguyên bản theo xe và có đầu băng này. Bác nào không thích thì chúng ta có thể là về lắp một cái đầu màn hình Android ở đây. Đấy, điều hòa là điều hòa tự động anh chị nhé. Có điều hòa tự động. Đấy. Rất là ok luôn, điều hòa rất là mát này. Nhiệt độ chỉnh trên này có đồng hồ này. Thì để chúng ta xem nhé. Đó, xe order được 22 vạn. Bên em có như nào bán như thế nhá. Xe thì cam kết với chị là không có tai nạn đâm va hay ngập nước. Đó. Điều hòa tất cả mọi thứ đầy đủ hết. Đấy. Mọi thứ này. Đèn đóm này, bật lên cho anh chị xem này. Đấy, tăng độ sáng tablo này. Anh nhìn này. Đấy, quá ok. Đó. Điều hòa nhé, tự động này. Auto này, hiện chữ auto này. Đó. Rất là đầy đủ luôn. Đấy, hộp số tự động đây anh chị nhé. 220 triệu đồng thôi. Đi gia đình rất là hợp lý. Cực kỳ là hợp lý luôn. Quá là hợp lý luôn, vì là chỉ có 220 triệu. Đây, đèn bi xe lông và bóng Halloween này. Bi xe lông, đèn sáng trắng đấy anh chị nhá. Rất là đẹp. Máy móc thuần vỏ rất là sạch sẽ luôn. Đấy, động cơ 2.4 nhá. Máy nổ rất là êm luôn anh chị nhá. 2.4. Sản xuất năm 2007. Đấy, không có mục mọt, tai nạn đâm vai cả, nguyên bản hết nhá. Màu nguyên bản theo xe này. Mã là 83L này. Đó. Mọi thứ này, các bác nhìn này. Rất là sạch sẽ và nguyên bản. Đấy, giá chỉ có 220 triệu đồng thôi. Máy lỗ rất là êm luôn. Đấy, cực kỳ êm. Đấy, bác nào quan tâm đến mẫu xe Chevrolet Captiva này nhá, thì alo cho em Quang theo số điện thoại là 0358 286 286. Em Quang Hải Dương. Giá đang được bên em bán mức giá là 220 triệu đồng anh chị nhá.